Xin chào tất cả bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn trở lại kênh Đặng Tín Audio. Tiếp tục video, ngày nay bên Đặng Tín Audio sẽ test những bộ mic B3 K9900 lên đường các bác, và đây cũng giới thiệu các bác cái dòng mic B3 này. Thực sự xin cảm ơn tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc tin yêu của Đặng Tín Audio nhá. Và tiếp tục em sẽ về thêm các bác được khoảng 10 bộ nữa thôi. Thực sự là hàng này cực kỳ là hiếm luôn. Đấy, thành ý phòng hát các bác được giá rất là tốt. Đấy, những phòng hát mà năm nay dịch bệnh không làm ăn được. Đấy, sẽ tiếp tục thành ý cho các bác những dòng này. Hàng còn nguyên hộp xốp bảo hành 1 năm. Dòng mic B3 thì ở Đức nha, K9900, và đặc biệt cái giá của nó em đọc cho bác là giá ngỡ ngàng luôn. Còn chất âm mic này bác đã nhận được hàng biết rồi, và rất nhiều bác đã đến từ cửa hàng lấy, chưa bác nào chê một điểm gì. Từ thiết kế luôn, rất đẹp luôn. Dòng mic B3 thương hiệu quá lớn rồi. K9900, 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc. Đây bác nhìn này, mặt gương rất đẹp luôn. Hai bên có hai tay để bác nào làm sự kiện đám cưới bắt vào tủ. Đây, quay quang xong một chút nha, bác nào nhanh tay đặt hàng nha, không là chậm nó không có đâu. Đây, rắc nguồn này, rắc 6 ly và hai bên rắc ca lông cho bác làm sự kiện nhá. Và hai anten đây. Hàng này thì còn nguyên hộp luôn, em thanh ý có nguyên hộp bảo hành 1 năm. Tất cả sản phẩm này bảo hành 1 năm. Đây. Các thử video ủng hộ kênh Đặng Tín Audio xin một like nào. Anh em về rõ video ủng hộ cho một like và đăng ký kênh đổi video cho em nhá. Đây, cho mắc ở đây. Rất đẹp nhá, mic B3 K9900. Tay toàn bộ là tay kim loại nhá, xuất sắc luôn. Tay kim loại xuất sắc luôn nhá. Và em đang có nhìn này, thiết kế này. Thực sự nó quá đẹp luôn. 6 số tự ngắt cảm biến gia tốc là khi bạn đặt xuống này, 3 5 giây nó sẽ tự ngắt, và khi bạn rơi này, nó sẽ không tiếp bùm cho loa. Tự ngắt và cảm biến gia tốc luôn. Đây nguồn mic này. Anh em thấy rất ít nguồn mic nào to này đúng không? Nguồn hàng xịn nó vẫn khác đúng không? Qua đấy. Nguồn xịn nó vẫn khác. Đây anten đây, chống lăn đầy đủ nhá. Và có yên tâm em bao các bác về chất âm. Vì đây là mic thành đi phòng hát được các bác, người ta sử dụng có 1-2 tuần thôi, còn rất đẹp, bảo hành 1 năm. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Còn em bao, khẳng định em bao hay và giá sẽ cực kỳ rẻ luôn. Bắt đầu nhanh tay. Được chưa, dòng mic B3 K9900, con này khá là hiếm, con này mới đập hộp như em nhớ không nhầm là 6 triệu mấy, 6 triệu rưỡi một bộ. Nhưng ngày hôm nay đến với Đặng Tín Audio nhá, giá sẽ cực kỳ tốt. Em sẽ alo tới mic các bác nghe. Và nhìn thiết kế của dòng mic này, B3 nó quá đẹp. Đi 1 2 5 6 7 8 9 B, đi 1 2 6 7. Thực sự nó đủ 3 giải luôn, 3 trùng chắc, tiếng nó quá hay luôn. 5 6 7 8 9 B, vết thương xác thịt đau rồi còn quá mau. 5 6 7 8 9 B, đi 1 2. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán không đúng như video giả này em luôn, riêng bên em. Các bác mua hàng với em không phải là cọc đúng không? Cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Và ngày hôm nay đến với Đặng Tín Audio giá sẽ cực kỳ sốc, số lượng rất có ít thôi. Em bán chỉ 1.800.000 một bộ mao ship. 1.800.000, bác nào chốt nhanh tay nhắn tin cho em, chốt mic B3 cho em, nhận hàng kiểm tra thanh toán không đúng như video giả này em, không mất một đồng nào cả, không phải là cọc. 1.800.000. Thực sự em lấy được giá tốt, em bán cho anh mình giá tốt trong mùa dịch. Thực sự là trong mùa dịch này có biết rồi. Đấy, tình hình rất khó khăn, các bác không có điều kiện quá nhiều nên em đã bán cố gắng sao giá tốt nhất cho các bác. Bao nào chốt nhắn tin điện thoại chốt mic B3 cho em, 1.800.000. 1.800.000 bao ship bảo hành 1 năm. Bao nào chốt nhắn tin điện thoại chốt mic B3 cho em. Đấy, nhận hàng kiểm tra thanh toán không đúng như video giả em luôn. 1.800.000. Bao nào chốt nhắn tin điện thoại chốt mic B3 cho em. Anh em nào chốt nhắn tin điện thoại em nhá, chốt mic B3 cho em. Đấy, chốt mic B3 cho em. Bao nào chốt nhắn tin điện thoại em, chốt mic B3 cho em. 1.800.000. Chỉ với giá 1.800.000 thôi. Giờ sẽ test loa ok bác nghe nhá. Nhưng mà nói tay B3 nó quá đẹp quá. Tự ngắt cảm biến gia tốc đầy đủ luôn. Anh em nào chốt nhắn tin thoại chốt mic B3 cho em nhá. Nhắn tin thoại chốt mic B3 cho em nhanh tay. 5 6 7 D 1 2, D 6 7 8 9 B D 1 2 D 6 7. Tiếng rất là hay luôn. Quá nhẹ và hay. 1.800.000. Bao lần chốt nhắn tin thoại chốt mic B3 cho em. Đây step đoạn cao kê nhẹ nhàng nhá. Điều rằng duyên số có thứ tha cho mình không em, người bạn hạnh phúc ta bán đi đôi nay yêu quanh em có nơi tiếng không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đã anh mất người đã có với mình cả thành xuân. Thank you.
chốt nhắn điện thoại chúc mình về bà cho em bao ngay luôn. Rồi và xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn nha.